Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 11 tháng 3 thì cả một Xuân Đỉnh lại lên cho các bác hai cái sản phẩm rất là gấu. Tại sao mà Xuân Đỉnh lại nói là gấu? Tại vì nó là hàng khá là khủng. Thứ nhất về cấu hình của loa thì dòng này là dòng loa Infinity đến từ Mỹ Bass 30. Xuân Đỉnh đang phối ghép cho các bác là một chiếc âm ly của hãng Delong có model là PMA 2000 45 mã. Và dòng này là dòng đời cao nhất trong model 2000 rồi. Thì khoảng thời gian vừa rồi Xuân Đỉnh toàn bán những cái hàng cỏ nhiều thì có rất nhiều bác hay hỏi là tại sao đợt này hàng kém thế, thì hàng thì cỏ thế. Thực ra cái chuyện mà hàng nó rẻ tiền hay hàng đắt tiền nó không quan trọng, mà quan trọng nhất là Xuân Đỉnh muốn giới thiệu đến các bác cũng như bán cho bác những sản phẩm mà ngon bổ rẻ theo cái sở thích bán hàng của Xuân Đỉnh. Nhưng tất nhiên thì sản phẩm về âm thanh thì có rất là nhiều các loại vô cùng. Nên là những cái khoảng tầm tiền như trên dưới 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu thì nhà mình lúc nào cũng có sẵn. Và trong video ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho các bác một cái bộ sản phẩm có phân khúc là trên 20 triệu. Các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Còn đây là một cái bộ mà Xuân Đỉnh muốn lên combo cho các bác thôi, chứ không nhất thiết là các bác phải mua cả bộ, vì tùy theo sở thích của từng người cũng như cách phối ghép riêng của từng người. Thì hôm nay Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác về một cái cặp loa Infinity có model là Stereo Monitor 120. Dòng này là dòng loa kiểm âm của Mỹ, chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và đang phối ghép là chiếc âm ly Delong PMA 2000 45 mã đời hết số của dòng 2000. Đấy, bây giờ thì Xuân Đỉnh xin mời quý vị quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác những cái sản phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên thì về cặp loa. Cặp loa này là cặp loa Infinity Stereo Monitor 120. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ này. Bát của nó là bát 30, gân mút, màng của nó là màng giấy. Màng này là màng giấy chứ không phải màng carbon. Và được phủ một lớp bóng ở bên ngoài thôi. Cái rốn của nó vẫn còn nguyên cái logo của hãng Infinity này. Đấy. Một chung, một tép, bát của nó là bát 30 các bác nhé. Có hai tinh chỉnh chung tép này, Infinity Stereo Monitor 120, hai tinh chỉnh chung tép. Thì những cái dòng loa monitor thì thứ nhất là cái phần hệ thống phân tần của nó thiết kế nó khác so với những dòng loa thường, để làm sao nó cho cái chất âm nó mộc mạc và trung thực nhất thì nó gọi là dòng loa monitor, tức là dòng kiểm âm. Thì nó đòi hỏi là cái âm lượng, cái âm thanh từ loa nó phát ra bao giờ cũng phải độ chi tiết cũng như độ sắc nét nhất trên những cái cặp loa monitor như thế này. Cặp loa Infinity này thì nó có kích thước là chiều cao là 80, chiều ngang là 41 và chiều sâu của nó là 32. Đấy, loa 3 đường tiếng căng cước đây. Và chuyển về thì nó có hơi sờn một chút xíu thôi. Cái này thì chất ra đây là Xuân Đỉnh về thì cứ thế là đăng lên thôi. Còn cái này thì chỉ cần lấy kim chỉ đính lại một chút xíu là được. Tại vì tiếc rằng cái căng này nó là căng zin. Đấy, chứ nó cũng không bị rách ở phần giữa hay là phần ngoài. Chỉ có mỗi cạnh nó vận chuyển nó cọ hơi sát tí. Thì cái này thì Xuân Đỉnh sẽ xử lý sau khi các bác có nhu cầu. Đấy. Còn tổng quan về loa thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết từng chiếc một. Loa cũng còn khá là đẹp đằng trước đằng sau. Này. Đấy. Lỗ thông ở phía đằng sau. Cái này là còn bụi bẩn. Chiều cao của nó đến tận 80. Loa rất là cao to. Chất âm của dòng này thì rất là tuyệt vời. Đấy. Một loa này nó rất là nặng luôn. Đây là chiếc loa còn lại. Chiếc bên này thì tổng quan thì xuất sắc. Từ cái dây căng, căng bên này thì không bị rách. Đấy. Nhưng mà vẫn giữ lại được cái căng zin. Tuyến loa thì quá xuất sắc rồi, không có điểm chê. Thường thường các bác cứ để ý về những dòng loa Infinity thì những cái phần bát tép của nó và những cái viền vành này mà được đều như này thì đây gọi là loa đẹp. Đặc biệt là cả những cái rốn loa cũng vậy. Rốn loa mà nó còn nguyên cả logo này, nó nguyên zin. Còn bình thường thì logo này ấy, nó thiết kế là một cái lớp xốp rất là mỏng ở phía bên ngoài này. Đấy, nhưng bình thường nhiều những chiếc loa kiểu nó lâu ngày rồi thì nó bị oxy hóa, nó bong đi thôi. Còn đây nó còn nguyên cả cái tem logo. Cặp này góc cạnh rất là đẹp. Cửa Xuân Đỉnh đang bán cặp Infinity Stereo Monitor 120
Bát 30 có mức giá là 12 triệu đồng. Một cái mức giá rất là dễ chịu cho các bác nào có nhu cầu chơi một cái cặp loa kiểm âm của Mỹ. Dòng này thì rất dễ phối ghép với âm ly. Các bác có thể ghép với những dòng âm ly đài cũng được. Dòng này nó không kén đâu. Dòng này tiếng rất là hay. Những dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm các bác nhé. Infinity của Mỹ và nó không ghi về công suất. Studio Monitor 120. Cơ sở định đang bán cặp này mức giá là 12 triệu đồng. Bát 30. Mức giá rất là rẻ, rẻ hơn so với những dòng loa Nhật OnQ Bát 30 rất là nhiều. Và chất âm của những dòng này thì cực kỳ là hay. Đặc biệt là bác nào muốn nghe nhạc bolero trữ tình thì những dòng này thì tiếng bát nó rất là lực, trùng tép nó rất là sáng. Nếu ghép âm ly đài thì cực kỳ là tốt. Hoặc các bác ghép với những dòng sơn xuôi, đờ lông, không cần phải những dòng âm ly đắt tiền thì đều đánh tốt những cặp loa như này rồi. Đấy là cặp loa Infinity Monitor 120 có mức giá là 12 triệu. Còn tiếp theo thì sẽ đỉnh sẽ quay cho bác về chiếc âm ly đờ lông PMA 2400 mã. Đây, quay thật chậm cho các bác để thấy cái độ chi tiết và cái độ đẹp trên chiếc âm ly. Vì chiếc âm ly này nó khá là tiền. Đấy. Không có một vết gợn nhỏ nào trên cái mặt của chiếc âm ly. Vì đây là hàng mà Xuân Đỉnh rất là kỳ công. Cũng như lần đầu tiên trong từ khi bán hàng đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên mà Xuân Đỉnh chơi một chiếc âm ly đờ lông 2400 mã. Thì được một đối tác bên Nhật kỷ niệm bán cho một chiếc. Và đây là để bán để mở hàng khai xuân. Nhưng mà gửi từ Nhật về thời gian nó cũng rất là lâu. Thì các bác có thể nhìn thấy rõ về cái độ đẹp của chiếc âm ly. Quá xuất sắc. Phím bật tắt nguồn này, chỉnh bát tép, ba lăng, direct này. Khi các bác ấn on thì bát check không có tác dụng này. Có volume. Sau bên này cái đường rec out này thì không quan trọng. Quan trọng nhất là đường input này. Thì khi các bác di chuyển thì đèn nó sẽ sáng từng cổng một này. Đấy. Dòng này thì nó là dòng đời cao, nó không còn cái phần tăng super bass nữa. Vì Xuân Đỉnh cũng test nhạc cho các bác có thể nhìn thấy rõ là phần âm sắc của những dòng này ấy, thì nó rất là tốt, không cần phải chỉnh mà chỉ cần để chính giữa này tiếng đã lên rất tốt rồi. Đây nó không cần chỉnh gì luôn. Đấy, thì thường các bác hay chơi với những dòng âm ly cao cấp cũng như ấy. Những cái bộ âm thanh đắt tiền thì các bác thường chơi mộc mạc thì nghe cái độ chi tiết nó rất là cao, rất là hay. Đây tổng quan về phần mặt này, các bác có thể nhìn thấy rõ là chiếc âm ly này nó không có một điểm trừ nào về cái phần mặt luôn, vì nó quá xuất sắc. Còn đây là nội thất bên trong, thì các bác có thể nhìn thấy rõ là từ cái xốp vẫn còn dính trên cái âm ly, đây hắn còn dính mấy viên xốp này. Chiếc âm ly thì được đánh giá đẹp, thứ nhất là về phần mặt tiền rồi, nhưng thứ hai là về cái phần máy bên trong. Thì các bác có thể thấy rõ là cái nước sơn đồng đấy, cái miếng đồng ở dưới hai cái nguồn này mà chưa có một vết ố nào trên cái miếng đồng thì các bác biết là nó đẹp đến mức độ như nào rồi. Đây quay cao một chút thì các bác nhìn thấy rõ này. Đấy, quay cao này để các bác nhìn thấy cái độ đẹp của chiếc âm ly. Còn đánh giá về độ mới thì thực ra thì nó là đồ cũ cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà nhiều bác khách hay mua hàng hay hỏi là mới còn bao nhiêu phần trăm thì ra mình cũng chẳng đo là cái này nó biết bao nhiêu phần trăm, mà chỉ biết là nó mới thì nó mới, mới theo đúng tính chất là hàng bãi. Chứ bây giờ mà tính đi phần trăm thì mang cái gì ra đo để biết là nó là bao nhiêu phần trăm. Nhưng các bác có thể nhìn thấy rõ về cái độ đẹp cũng như là cái nội thất bên trong của nó, không có một cái điểm chê về chiếc âm ly này. Đời của thằng này thì nó là đời cao rồi, nó không phải đời thấp, trên là toàn bộ hệ thống linh kiện cũng như cái chất liệu để nó sản xuất ra những chiếc âm ly này thì nó là rất là toàn là những linh kiện cao cấp hết rồi. Đấy, rất là đẹp. Đây là một cái video quay trực tiếp và quay thực tế, không có úp mở gì cả. Cho nên là các bác nếu như nhìn xấu hoặc là nó có bị hàn gì thì các bác nhìn qua là các bác đã biết ngay rồi. Còn đây nội thất của chiếc âm ly này thì nó là hàng của tuyển xuất sắc, hàng như hàng sách tay từ bên Nhật về luôn. Đấy, máy móc quá mới, từ những cái dây đai dây thít còn nguyên, không có động chạm, chưa có tháo máy ra bao giờ cả. Và đây là phía đằng sau. Dòng này đến cái dây nguồn cũng phải là dây zin, và cái dây nguồn nó còn có cả cái hệ thống tiếp mát đây này. Đấy, đây là dây nguồn này. Và đây là cầu loa đằng sau.
Thứ nhất là các cái phần giác cắm các bác nhìn thấy rõ là còn nguyên cả những cái nắp chụp này, nguyên nắp chụp luôn đấy. Trong này thì có cái đường pre-ut này hay đánh pao direct này, đây là tùy các bác sử dụng này. Ở đây là cầu loa, thì cầu main ở bên trên hoặc hoàn lại có A có B, hoặc là này đánh B way cho những hệ thống loa có hai cầu đấy. Còn đây là phía đằng sau thông số của nó, số seri của máy là 605, điện 100V, công suất là 275W, made in Japan. Để trở kháng nó từ 4 ohm này, B-way 2 cầu cũng đánh từ 4 ohm và A cộng B là 8 ohm. Tôi đánh riêng hoặc là đánh một đôi loa, nhưng mà loa B-way thì nó thường có hai cầu, loa tép riêng và nó bát riêng. Đấy, còn đâu là nếu như đánh riêng hai đôi, tức là bốn chiếc loa nắp riêng biệt thì nó sẽ có trở kháng này, B A cộng B là 8 ohm. Đấy. Con này thì đây là cái tổng quan ở phía đằng sau này, bác có thể nhìn thấy rõ này. Cực đẹp, hiếm khi mà có những dòng âm mê đờ đông nó đẹp đến như vậy. Đẹp đẹp theo đúng tiêu chí là nguyên zin, không có spa tốt tác gì cả. Và chiếc âm mê này thì Xuân Đình cũng báo giá luôn cho các bác, một chiếc âm ly đờ đông PMA 2000 45 mã, đời cao hết số của model 2000. Cả Xuân Đình đang bán với mức giá của nó là 19.800.000. 19.800.000 cho một chiếc âm ly đà lông PMA 2000 45 mã. Hàng đẹp không có điểm chê, quá xuất sắc luôn. Đấy. Đấy là tổng quan hai cái sản phẩm mà Xuân Đình muốn giới thiệu đến các bác trong video buổi tối ngày hôm nay. Và như vậy thì Xuân Đình xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.